Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ thử thách nè. Biết thử thách cái gì không? Coi ai ăn nhiều nhất các bạn ơi. Đây, trời ơi, mấy bạn này ăn riết là khổng lồ, thành người khổng lồ luôn nè. Nên bây giờ Happy sẽ ăn giống mấy bạn đó nha. Và Happy có khoai tây nè bạn ơi. Nếu mà mình càng ăn thì nọng của mình á nó càng nhiều và cái bụng của mình nó càng to nè các bạn ơi. Đó, bây giờ ui đó, ở đây á có nguyên một cái gọi là cái dòng xanh á bạn, còn mấy cái dòng đỏ thì Happy chưa có qua được nè bạn ơi. Ui, có dòng bánh kẹo nữa, có bạn bánh kẹo nữa. Thôi bây giờ Happy sẽ ăn lên nha, ăn nhầm. Ngon luôn các bạn ơi. Trời ơi, các bạn thấy chưa, Happy ăn càng ngày càng lớn luôn, các bạn thấy chưa. Đó, thôi bây giờ Happy sẽ ăn thôi. Trời ơi, ăn nó đã. Nhưng mà Happy phải ăn cho Happy đứng nhất bảng xếp hạng. Để bây giờ Happy coi bảng xếp hạng nha. Hiện tại Happy đang đứng cuối luôn. Trời ơi, gì ghê. Cá, đây là tiệm tạp hóa nè, đi vô. Ôi, mình không đi vô được, mình chỉ mua ngoài được thôi. Và đây là số tiền của Happy nè. Đó, ui, cây này cái gì vậy? Ôi, mắc quá à. Happy không có mua được các bạn ơi. Nên kệ đi, không sao. Đó, quýnh bạn này nè. Mình có thể quýnh được mấy cái bạn mà nhỏ hơn mình được luôn á nha. Mình cầm cái tay mà đấm á. Nếu mà mình càng lớn á thì mình sẽ càng qua màn. Đó, mấy cánh cổng này bạn thấy chưa? Mỗi lời cánh cổng các bạn thấy ở ngoài á. Đây là cánh cổng lava thì dẫn vô cái chỗ lava nè. Trời ơi, ghê quá ha. Đây là tuyết thì dẫn vô cánh cổng tuyết. Bây giờ thì đi vô nha. Ui các bạn ơi, cái màn này phải được, mình phải ăn nhiều quá mình mới đi vô được mấy cái màn này nha các bạn ơi. Tại vì Happy không có đi được. Ôi ơi, buồn ghê. Nhưng mà thôi không sao các bạn ơi, ăn cho có sức. Ôi da, gì vậy? Ủa, oh my god các bạn ơi, mấy bạn kia làm gì Happy mà Happy bay luôn. Đó, đổi tiền nè các bạn ơi. Nếu như mà chúng ta đi đổi tiền á thì chúng ta sẽ mất đồ ăn. Đó các bạn thấy chưa, hai nè. Đó, ăn vô. Rồi, ăn vô cho đủ 30 rồi đi đổi ra tiền nha bạn ơi. Ừ, trời ơi đã ha. Trời ơi, Happy thấy ăn trái lê là nó mập nhất luôn á. Trời ơi, đó, mấy bạn này ăn để thu tiền. Ui da, hết hồn. Trời ơi, bạn khổng lồ luôn. Hay quá chừng luôn bạn ơi. Ui, bạn này giàu thiệt chứ. Mà ơi, không sao, Happy sẽ cố gắng giàu như bạn đó vậy đó. Ăn vô, nhùm. Ngon quá. Ui lộn, tiêu quá chứ lộn. Chứ không phải là Happy đâu có ăn đâu. Đó, còn mấy bạn này thì lại đây để mua. Happy cũng lại để mua luôn. Ôi trời ơi, nó mắc quá. Một trái lê thôi mà nó mắc dữ vậy nè. Rồi bây giờ Happy sẽ vừa đi tham quan mà vừa ăn nha. Nhảy lên đây, ui nhảy lên được luôn. Đu lên cây, đu lên cây không được. Thế Happy đu lên nổi cây này luôn, hay chưa. Wow. Để Happy coi có ai đứng hạng nhất hả các bạn ơi. Cái bạn này đứng hạng nhất nè. Để coi Happy đứng hạng mấy. Ủa Happy đâu? Ủa các bạn ơi, không cho Happy vô luôn. Chắc Happy ăn ít quá không cho Happy vô các bạn ơi. Không, Happy sẽ ráng ăn nhiều vô được đứng nhất nha. Đó, mình phải để ngay ngắn lại. Có gì cho mấy bạn kia xem nhanh đó. Rồi thôi, mình ăn thôi các bạn ơi. Ăn ngon quá. Hello. Trời ơi, có thí dụ bụng màu xanh các bạn ơi. Wow, hay quá đi các bạn ơi. Trời ơi, bị nhỏ xíu lại rồi. Ủa, Happy leo lên đây được đâu. Ây da, hết hồn. Trời ơi, hết hồn mấy bạn này. Trời kỳ. Ui, chúng ta đều có đường lên nha bạn ơi. Ủa, bị gì vậy? Thôi đi bình thường luôn đi cho nó nhanh các bạn ơi. Đó, trời ơi. Đã. Happy sẽ đi đu cây nha bạn. Ây da, kẹt. Đấy, ui, đu cây cũng vui đấy. Oh my god. Bạn đó khổng lồ luôn bạn ơi. Yeah, bạn đó khổng lồ luôn. Trời ơi, hay thiệt chứ. Happy không có được khổng lồ như mấy bạn này. Happy được coi chút xíu mà. Ui, gì vậy? Ui, hết hồn các bạn ơi.
Trời ơi, bạn cầm trái nho ăn nữa chứ. Nho ăn đâu ngập đâu. Trời ơi, kỳ vậy. Khó hiểu, thật là khó hiểu. Thôi bây giờ Happy ráng ăn cái coi. Happy Happy không có nâng cấp được mấy cái này. Đó. Tại vì Happy không có robot bạn ơi. Hết hồ mà, kỳ cục. Đấm lại, đấm lại, đấm lại. Đấm, đấm, đấm. Trời ơi, đấm không lại bạn ơi. Oh my god. Bạn này phi một cái hay bị té ngã luôn. Ủa, bạn bị lát nè. Đám này nó luôn. Ôi sao quánh không được ta. À rồi. Bạn nó lớn dữ lắm hay bị đấm không có được. Cái gì hay gì vậy? Ồ, cái này là gì? Ồ, đầy hay bị no quá à. Nên hay bị không có ăn được nổi nha các bạn. Nên chúng ta phải đi đổi ra tiền. Đó. Đó ra tiền để chúng đừng hay bị sẽ mua. Vậy gì ạ? Thử cái que không, que bánh không. Mà mắc dữ à. Trời ơi, mắc quá. Chắc không ai mua luôn á các bạn ơi. À, Happy sẽ dẫn các bạn đi tham quan những cái cổng nha. Cổng này là... gì vậy? Cổng này là gì? À, ui, nó qua thêm một cái màn mới nữa nè các bạn ơi. Màn này thì chúng ta lắp. Ui, chơi lắp cái chúng ta càng lớn. Oh my god. Trời ơi, cái này chơi nó cực khó hiểu luôn. Chắc Happy qua lại màn cũ quá các bạn ơi. Tại vì cái này á nó rất là khó hiểu. Ok, thôi bây giờ Happy đi về. Bye bye các bạn nha. Đó, đi về cái chỗ mà. Ủa, đâu rồi? Đâu rồi? À, đây, đây, đây. Bye bye, Happy đi qua bên màn kia. Màn cũ đây, bye bye. Đã qua lại màn cũ rồi. Oh my god. Ăn thôi, ăn tiếp hả bạn ơi. Đó, xong. Đây là gì vậy? Đây là gì vậy? Ồ, hết hồn. Ui, đây là 2.000. Mà Happy không có đủ nè. Happy có 2.000 để đi qua bên đó đâu. Trời ơi. Mày nó cũng đã đó chứ, cũng đẹp đó chứ. Happy cũng thích. Nhưng mà Happy chưa có đủ. Tại vì cái này Happy không có nâng cấp được á. Ồ, hơi hết hồn, trời yếu tức. Hơi cực kỳ là khó chịu luôn á. Tại vì mấy cái bạn này cứ lợi à. Quay lại chọc Happy hoài luôn á. Đó, yeah. Đó, đi lợi Happy kiếm tiền tiếp nha bạn ơi. Đó. Đó, đi vô lại. Ăn xong đi vô lại. Ăn xong vô lại. Đó, nếu như mà Happy ăn nhiều quá các bạn ơi thì Happy sẽ mạnh lên và Happy có sức để chiến đấu. Đó, trời ơi người gì mà to dữ à. Oh my god, trời ơi, bạn này nó to thiệt chứ. Mà không biết bạn nó đi qua mấy cái bàn đó làm chi nữa. Hello. Ui, có bạn cũng. Ui, có bạn cũng to thôi chứ. Oh my god. Để Happy ráng ăn nhiều vô giống mấy cái bạn này nha các bạn ơi. Happy không có ăn nhiều được bằng. Happy sẽ cố gắng ăn. Trời ơi, để Happy tìm mấy cái màn mà Happy thích. Cái coi Happy không có màn nào mà Happy thích hết. Ây da, đó. Rồi, xong rồi, no rồi. Ui, yeah. Happy đã lớn lên rồi mà trong khi nó nhìn nè. Đó, Happy hiểu rồi các bạn ơi. Trời ơi, đã ghê chưa. Đó. Và mình sẽ tự lớn nha bạn. Ok. Gì vậy? Trời ơi, đứng làm cái bóng luôn. Đó. Các bạn thấy chưa? Và nó không rồi mà Happy không có đó mà Happy lớn rồi nè. Bạn thấy chưa? Đã chưa? Trời ơi, rất là đã luôn các bạn ơi. Trời ơi, xịn quá, xịn quá. Bây giờ Happy sẽ tìm người để đi đánh nha. Nếu như mà Happy có hình cây kiếm trên đầu là Happy có thể đánh được. Nhưng mà Happy có tin tin vậy là Happy chưa đánh được mấy người kia đâu. Mấy người kia mạnh lắm. Không đánh được đâu bạn ơi. Đó, Happy sẽ đi. Đó, đi lại đó đi. Dạ, kẹt. Kẹt rồi bạn ơi. Trời ơi, bị gì vậy? Happy điều khiển bằng cách đi nhanh như này nè bạn ơi. Đây, 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 đây. Đây là cái chỗ. Dạ, trời ơi. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn Happy ăn thêm thì hãy nhớ like và share cho Happy có động lực để Happy ăn nha. Giờ Happy no nóc rồi các bạn ơi. Giờ thì bye bye các bạn nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.